Chào các em. Bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một kỹ năng rất quan trọng trong phần làm văn, đó là kỹ năng nghị luận về một đoạn thơ. Để vận dụng kỹ năng này trong bài viết, cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết một số đề trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Một lớn, chúng ta sẽ đi vào phần khái quát chung. Một nhỏ là đối tượng và nội dung. Về đối tượng, đó là chúng ta đi nghị luận về một đoạn thơ. Và khi nghị luận về một đoạn thơ, các em cần phải chú ý về các từ ngữ, các hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, các biện pháp tô từ và cấu tứ của đoạn thơ. Về nội dung, bao gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta cần phải giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và đoạn thơ. Thứ hai là bàn về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Thứ ba là chúng ta phải đánh giá chung về đoạn thơ. Phần 2 nhỏ là yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là yêu cầu về kỹ năng. Các em cần phải có kỹ năng phân tích đề và lập dàn ý. Thứ hai là kỹ năng nêu các luận điểm, nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Thứ ba là chúng ta cần phải huy động kiến thức sách vở, cảm xúc và những trải nghiệm của bản thân để nghị luận về đoạn thơ. Thứ tư, các em cần phải vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, như là thao tác phân tích, chứng minh, so sánh hoặc là bình luận. Về kiến thức, đầu tiên chúng ta cần phải xác định được dạng đề. Và thứ hai, các em cần phải xác định được đối tượng nghị luận là gì. Thứ ba, các em cần phải xác định được phương pháp. Các em viết bài văn theo phương pháp diễn dịch hay quy nạp hoặc là tổng phân hợp. Và thứ tư, các em cần phải xác định được phạm vi dẫn chứng của bài viết. Ba nhỏ là các bước thực hiện. Đầu tiên chính là phần mở bài. Mở bài bao gồm có 2 nội dung. Nội dung đầu tiên, chúng ta cần phải giới thiệu về tác giả, tác phẩm. Và thứ hai, các em phải giới thiệu được đoạn thơ cần nghị luận. Phần thân bài. Phần đầu tiên của phần thân bài chính là phần dẫn dắt chung. Phần dẫn dắt chung này chính là phần chuyển ý từ phần mở bài xuống phần thân bài. Trong phần này, các em hãy dựa vào kiến thức về tác giả, về tác phẩm để chúng ta viết. Các em có thể viết về phong cách nghệ thuật của tác giả, có thể nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm hay khái quát nội dung chủ đạo của đoạn thơ. Và thứ hai là chúng ta sẽ bàn về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ và sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận, như là thao tác phân tích, chứng minh, so sánh. Đây cũng chính là trọng tâm của bài viết. Và khi các em bàn về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ thì chúng ta sẽ đi phân tích theo 2 cách. Cách thứ nhất là các em có thể phân tích theo hướng cắt ngang đoạn thơ, nghĩa là chúng ta đi phân tích theo từng khổ, từng dòng. Và cách thứ hai là phân tích theo hướng bổ dọc, là chúng ta sẽ phân tích theo hình tượng thơ hoặc là nội dung của đoạn thơ. Và các em sẽ lưu ý, các em chú ý phân tích thơ, các em cần phải phân tích kỹ vào các từ ngữ, các hình ảnh, các biện pháp nghệ thuật tô từ, âm thanh, nhịp điệu để làm nổi bật nội dung của đoạn thơ. Và các em cần phải có những lời bình, những lời đánh giá, nhận xét về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Tránh việc các em diễn xuôi rồi viết chung chung, bài văn của chúng ta sẽ không có sự hấp dẫn và sự sáng tạo. Về phần kết bài, các em cần phải đánh giá chung về đoạn thơ và liên hệ mở rộng vấn đề. Và 2 la mã, các em sẽ đi vào phần luyện tập. Đề 1, các em sẽ luyện tập một đề trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Các em hãy đọc khổ thơ thứ 3. Tây Tiến đoàn binh không bọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, bắt chừng gửi bộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến qua khổ thơ trên, qua đó hay nhận xét về bút pháp lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng. Vậy ở đây các em cần phải xác định được đó là dạng đề. Phân tích chính là thao tác chủ đạo. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kết hợp với các thao tác như là chứng minh và so sánh. Đối tượng nghị luận. Đề bài bao gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các em cần phải làm nổi bật
cái vẻ đẹp của người lính Tây Tiến qua khổ thơ thứ ba. Và yêu cầu thứ hai, các em sẽ nhận xét về bút pháp lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng. Mở bài, các em hãy dựa vào kiến thức về phần tác giả, tác phẩm để chúng ta làm. Và cô sẽ nhắc lại phần mở bài bao gồm có hai cách. Cách thứ nhất đó là cách mở bài trực tiếp, nghĩa là các em đi thẳng vào vấn đề. Cách thứ hai là cách mở bài gián tiếp. Mở bài gián tiếp bằng cách em có thể lấy một dẫn chứng hoặc là một câu thơ, một lời nhận xét nào đó của một người khác viết về Quang Dũng hoặc viết về Tây Tiến. Sau đó các em liên hệ vấn đề nghị luận. Tuy nhiên, đối với mở bài này thì đòi hỏi người viết cần phải có kiến thức. Cho nên, cô sẽ hướng dẫn các em viết mở bài trực tiếp. Cô lấy ví dụ, khi viết về mở bài thì các em cần phải đặt vị trí của nhà thơ, nhà văn đó trong một giai đoạn văn học nhất định. Chúng ta phải đề cao vị trí của tác giả đó lên. Lấy ví dụ như là nói đến thơ ca kháng chiến chống Pháp thì không thể không nhắc đến nhà thơ Quang Dũng. Ông là một nghệ sĩ đa tài, viết văn, làm thơ, vẽ tranh và soạn nhạc. Thơ Quang Dũng hấp dẫn người đọc bởi một phong cách nghệ thuật rất riêng. Đó là một hồn thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Tây Tiến là một trong những bài thơ hay nhất không chỉ của riêng Quang Dũng mà của cả nền thơ ca kháng chiến chống Pháp gian khổ hào hùng nhưng vĩ đại của dân tộc. Nếu như mở bài các em chỉ dừng lại ở đây thì chúng ta mới giới thiệu được về tác giả, và rất nhiều bạn đã làm mở bài các em chỉ nêu được một vấn đề là giới thiệu về tác giả tác phẩm mà chúng ta chưa nêu được vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây là các em phải giới thiệu được đoạn thơ thứ ba, đó là vẻ đẹp của người lính Tây Tiến và bút pháp lãng mạn của Quang Dũng. Thì đọc Tây Tiến, ấn tượng sâu sắc nhất đối với người đọc là vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến. Điều đó thể hiện rõ nhất qua khổ thơ thứ ba của bài. Qua đó ta thấy được thành công trong việc sử dụng bút pháp lãng mạn của ngòi bút Quang Dũng. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài. A nhỏ chính là phần dẫn dắt chung. Trong phần dẫn dắt chung này, các em hãy dựa vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ để chúng ta viết. Bài thơ Tây Tiến được Quang Dũng sáng tác vào năm 1948 khi tác giả rời xa đơn vị cũ, dự hội nghị quốc tế ở Phủ Lưu Chanh. Lúc đầu bài thơ có tên là Nhớ Tây Tiến, sau đó tác giả đổi thành Tây Tiến. Bài thơ được in trong tập Mây Đổ Ô, tiêu biểu cho phong cách thơ của Quang Dũng. Đây là một khổ thơ thứ ba của bài. Chính vì vậy, bà các em cần phải khái quát được nội dung của bài thơ, nghĩa là chúng ta khái quát nội dung của hai khổ đầu tiên. Vậy thì cảm hứng bao trùm của bài thơ chính là nỗi nhớ. Nhớ về thiên nhiên và con người Tây Bắc, nhớ chặng đường hành quân gian khổ và đêm liên hoan văn nghệ thắm thiết nghĩa tình quân dân. Nhưng trong muôn vàn những kỷ niệm yêu thương ấy, nỗi nhớ sâu sắc nhất, da diết nhất của Quang Dũng chính là nhớ về những đồng đội của mình, nhớ về đoàn quân Tây Tiến. Vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến. Cô giáo sẽ hướng dẫn các em sẽ chia khổ thơ thứ ba thành hai phần, 4 câu đầu và 4 câu cuối. Mỗi phần sẽ tương đương với một luận điểm. Trước hết chúng ta đi vào 4 câu thơ đầu tiên. Lãng mạn và bi tráng ở ngoại hình và đời sống nội tâm. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá sự oai hùng. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai câu thơ đầu tiên. Các em sẽ chú ý các từ ngữ miêu tả về ngoại hình của người lính Tây Tiến như là từ không mọc tóc hoặc là quân xanh màu lá. Rồi từ ngữ nói về tư thế của người lính Tây Tiến như là từ giữ oai hùng. Ở đoạn 1 và đoạn 2, người lính Tây Tiến đã hiện lên trên nền cảnh của bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và trong đêm liên hoan văn nghệ thắm thiết nghĩa tình quân dân. Nhưng phải đến khổ thơ thứ 3 thì chân dung người lính Tây Tiến mới được khắc họa một cách chân thực và đầy đủ nhất. Và ấn tượng trước hết đối với người đọc chính là cái vẻ ngoài dữ dằn, độc đáo, khác lạ của các anh. Đầu không mọc tóc, da xanh sao vàng vọt như tàu lá. Và mặc dù viết bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng sử dụng bút pháp lãng mạn,
Nhưng nhà thơ đã không hề che giấu hiện thực chiến đấu thiếu thốn gian khổ khốc liệt, cộng với những cơn sốt rét rừng khiến cho các anh rụng hết tóc. Và đọc câu thơ của Quang Dũng, chúng ta lại nhớ đến bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu: "Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vầng trán ướt mồ hôi." Và theo ông Trần Lê Văn kể lại, những người lính Tây Tiến chết trận thì ít, mà chết vì căn bệnh sốt rét thì nhiều. Tố Hữu gọi các anh là những gương mặt lên màu bệnh tật, còn nhân dân địa phương thì gọi các anh là những anh vệ chọc, vệ túm. Nhưng điều đặc biệt trong bài thơ, Quang Dũng không miêu tả một gương mặt cụ thể, mà dựng lại cả một bức tượng đài tập thể về đoàn quân Tây Tiến. Với từ ngữ cổ, đoàn binh, khiến cho câu thơ mang màu sắc trang trọng, cổ kính, đồng thời thể hiện được cái sức mạnh oai hùng của đoàn quân Tây Tiến. Và trên bức tượng đài tập thể mang vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của người lính Tây Tiến, Quang Dũng đã tạo lên một tiếng nói riêng độc đáo. Người đọc thấy các anh ốm mà không yếu, mặc dù cái vẻ ngoài không mọc tóc rồi quân xanh màu lá, nhưng vẫn toát lên cái khí phách ngang tàn, cái tư thế oai phong lẫm liệt của những người lính trẻ. Và chúng ta chuyển sang hai câu thơ tiếp theo: "Mắt rừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm." Em sẽ chú ý về những từ ngữ miêu tả về đời sống nội tâm của người lính Tây Tiến. Trước hết đó là hình ảnh mắt rừng. Thứ hai là hình ảnh, là câu thơ "Đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm". Bằng tiếng nói của một người trong cuộc, Quang Dũng hiểu hơn ai hết về cuộc sống chiến đấu cũng như tâm hồn của những người lính Tây Tiến. Những người lính Tây Tiến phần đa là những thanh niên Hà Nội xa đi từ trường xưa lớp cũ, cho nên tâm hồn các anh rất giàu mộng và mơ. Mắt rừng gửi mộng qua biên giới, hình ảnh mắt rừng đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc. Mắt rừng chính là đôi mắt mở to nhìn về phía trước. Nó nói lên cái ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần chiến đấu nóng bỏng, sục sôi và khát vọng lập công cháy bỏng của những người lính Tây Tiến. Và nếu như bút pháp hiện thực của Chính Hữu khắc họa hình ảnh những người lính xa đi từ quê nghèo, từ nơi nước mặn đồng chua, nên nỗi nhớ đầu tiên của họ là nhớ về một sân nhà không, nhớ nơi giếng nước gốc đa, thì bút pháp lãng mạn của Quang Dũng lại miêu tả những người lính xa đi từ đô thành Hà Nội. Nỗi nhớ đầu tiên của các anh là nhớ về một sáng kiều thơm. Đó là những giấc mơ ngọt ngào, tươi mát về một mái tóc thề, một đôi mắt thuyền, một tà áo trắng của những người con gái ở mảnh đất Hà Thành mà mình đã thầm thương trộm nhớ. Nó khiến cho các anh quên đi những chặng đường hành quân gian khổ và những cơn sốt rét rừng của mảnh đất hoang vu thiếu dấu vắng chân người. Đây cũng là sự hướng vọng hết độ yêu thương về quê hương xứ sở. Nó tiếp thêm động lực cho các anh vượt qua cuộc chiến đấu gian khổ thiếu thốn. Và trước đây, những câu thơ trên của Quang Dũng đã bị dư luận phê phán là buồn xớt, mộng xớt, làm ủy mị tinh thần chiến đấu của người lính. Nhưng khi hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, người đọc đã có cái nhìn nhận, đánh giá đúng về bài thơ Tây Tiến. Có lẽ cái buồn xớt, mộng xớt ấy làm nên cái chất lãng mạn và sức sống rất riêng của Tây Tiến. Để rồi khi đọc những câu thơ "Mắt rừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm", người đọc mới nhận ra rằng trải qua bao gian khổ, bao mất mát, đau thương, tâm hồn người Việt Nam vẫn lạc quan yêu đời. Dân tộc Việt Nam chiến thắng kẻ thù đâu chỉ có mũ sắt mà còn có cả hoa tươi. Câu thơ của Quang Dũng tràn đầy cảm hứng lãng mạn bay đồng. Đó là sự gắn bó, hòa hợp giữa cái riêng và cái chung, giữa tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi. Cũng như nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng đã từng viết: "Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu." Và trong hai câu thơ trên, chúng ta sẽ chú ý về cái nghệ thuật tương phản đối lập. Đối lập giữa ngoại hình và tư thế, đối lập giữa ngoại hình và đời sống nội tâm.
Và nghệ thuật đối lập này nó có tác dụng nhấn mạnh cái sự oai phong lẫm liệt và tinh thần lạc quan yêu đời của những người lính Tây Tiến. Luận điểm thứ hai, chúng ta sẽ chuyển sang bốn câu thơ sau, đó là lãng mạn và bi tráng ở lý tưởng và sự hy sinh cao cả. Giải sắc biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Về lý tưởng của những người lính Tây Tiến được thể hiện qua câu thơ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Các em sẽ chú ý về các cụm từ như là chiến trường, rồi đời xanh, rồi là chẳng tiếc. Và nói đến chiến trường là nói đến bom rơi đạn nổ, là nói đến máu lửa. Nói đến chiến trường là nói đến mất mát, đau thương. Ở đó sự sống và cái chết hết đỗi mong manh. Nói đến đời xanh là nói đến tuổi trẻ với bao ước mơ, bao khát vọng của con người. Nhưng trước tiếng gọi của non sông đất nước, những chàng trai ấy đã chẳng tiếc đời xanh. Các anh đã sẵn sàng dấn thân vào con đường trường chinh vạn dặm, sẵn sàng dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Hỏi rằng có sự hy sinh nào lớn hơn, cao cả hơn? Lứa tuổi 20 khi hướng đời đã đổi thì xa xôi biết mấy cũng lên đường. Với nghệ thuật tương phản đối lập giữa chiến trường và đời xong và chiến trường và đời xanh, kết hợp với giọng thơ rắn giỏi khỏe khoắn, vừa khẳng định dứt khoát thái độ tự nguyện lên đường và ý thức hiến dâng cao cả của những người lính Tây Tiến. Và câu thơ của Quang Dũng đã làm sống lại vẻ đẹp của những người tráng sĩ trong văn chương cổ, quyết một đi không trở lại, không vướng nợ nợ thê nhi, mang hoài bão của con chim bằng bạt gió. Và câu thơ của Quang Dũng còn làm sống lại cả một cuộc trường chinh của đất nước trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhớ đêm ra đi khỏi trời bốc lửa, cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng. Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng, hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm, sách tà tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Sự hy sinh của những người lính Tây Tiến được thể hiện qua ba câu thơ: giải sắc biên cương mồ viễn xứ và áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu câu thơ giải sắc biên cương mồ viễn xứ. Các em sẽ chú ý về các từ ngữ, như là từ lấy giải sắc và các từ Hán Việt như là biên cương và viễn xứ. Và câu thơ vừa như mở ra một không gian rợn ngợp xa ngày, lại vừa như gợi lên trong lòng người đọc bao nỗi xót thương trước cái chết bi thương đầy rẫy nơi biên cương biên ải của người lính Tây Tiến. Nhưng với cách dùng từ Hán Việt biên cương viễn xứ, khiến cho những nấm mồ vô xanh hoang lạnh, không khói nhang, không bia đá bỗng trở thành những mộ chí tôn nghiêm vĩnh hằng. Như vậy, cái bi đã làm bật lên cái tráng nổi trên nền cái bi, khiến cho câu thơ không bi thương bi lụy mà bi tráng bi hùng. Rồi áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Người lính Tây Tiến ngã xuống nơi biên cương biên ải, không có một tấm da ngựa bọc thay, không một manh chiếu che thân. Nhà thơ đã khoác lên thi thể của các anh một chiếc áo bào đơn sơ dung dị, mộc mạc. Chiếc áo bào che nắng che mưa đã gắn bó với các anh suốt cuộc đời chiến binh. Nhờ cách sử dụng từ ngữ Hán Việt, áo bào và cách nói giảm, nói tránh về đất có tác dụng làm giảm nhẹ nỗi đau và sang trọng hóa cái chết. Các anh không chết, mà các anh chỉ đi tiếp con đường của tổ tiên để giữ vững giang sơn đất Việt và tiễn đưa những người lính Tây Tiến trở về đất mẹ. Không có một tiếng khèn, không có một tiếng trống,
một lời ai điếu, mà chỉ có tiếng khóc của dòng sông Mã. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Các em sẽ chú ý về các động từ như từ gầm lên và nghệ thuật nhân hóa. Có lẽ nhà thơ Quang Dũng đã trao cho dòng sông Mã một tiếng khóc lớn, một khúc chiêu hồn sĩ tử để tiễn đưa những người lính Tây Tiến. Và phải chăng đó là tiếng khóc của cả dân tộc, của một thời đại lịch sử đau thương? Nhà thơ đã trao cho dòng sông Mã một tiếng khóc lớn, một khúc chiêu hồn sĩ tử. Phải chăng đó là tiếng khóc của dân tộc, của một thời kỳ lịch sử đau thương? Với động từ gầm lên khiến cho con sông được nhân hóa cường điệu, nó không vô tri vô giác và trở thành một sinh thể có hồn. Nó như đang trở mình cuộn xoáy, đang quặn lên một nỗi đau thương uất hận. Câu thơ của Quang Dũng gợi ta nhớ đến cái chết của những người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc trong trận nghĩa đánh Tây, khiến cả cỏ cây sông núi cũng bật lên tiếng khóc và sự căm hờn. Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu răng, nhìn chợ Trường Bình già trẻ hay hàng lụy nhỏ. Như vậy, sự hy sinh của người lính Tây Tiến là sự hóa thân vào sông núi đất trời. Cái chết của các anh thật cao cả, thật thiêng liêng và mang tầm vóc sự thi. Chúng ta tự hào biết bao khi đất nước chúng ta có biết bao nhiêu những con người. Họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Tây Tiến của Quang Dũng là bức tượng đài bất tử, làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Vậy từ việc phân tích khổ thơ thứ ba, các em đã làm nổi bật được hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất đó là vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng ở ngoại hình và đời sống nội tâm. Thứ hai là vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng ở lý tưởng và sự hy sinh cao cả. Và sau khi đã phân tích được khổ thơ thứ ba, các em hãy khái quát thành vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến. Vậy lãng mạn ở đây là gì? Lãng mạn thể hiện ở lý tưởng cách mạng cao cả, ở cái đẹp vượt lên trên cái đẹp của sự tường tình, là vẻ đẹp tâm hồn hào hoa, lãng mạn tràn đầy tinh thần lạc quan yêu đời. Vẻ đẹp bi tráng nghĩa là cuộc sống chiến đấu thiếu thốn, gian khổ khốc liệt và sự mất mát đau thương, nhưng vẫn hào hùng. Và chúng ta vừa tìm hiểu về vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến trong khổ thơ thứ ba. Tuy nhiên đối với đề bài này thì các em cần phải tích hợp với kỹ năng sống, về tình yêu nước của thế hệ thanh niên ngày hôm nay. Và ngày hôm nay khi đất nước của chúng ta đã hòa bình, nhưng từ những nơi biên giới, nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc vẫn còn có rất nhiều những người lính vẫn ngày đêm canh gác để giữ lấy từng tất đất. Đặc biệt trong suốt mấy tháng qua, khi đất nước đang gồng mình để chống dịch COVID-19, cùng với những chiến sĩ công an, những y bác sĩ, thì những người lính đã làm việc quên mình, bất chấp mọi hiểm nguy để diệt dịch. Và thật cảm động biết bao khi chúng ta thấy những hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ phải ăn gió nằm xương để nhường nơi ăn chốn ở cho những người cách ly. Không ai hết, họ chính là những con người phải vận chuyển lương thực, thực phẩm để chăm sóc, phục vụ cho những người ở vùng cách ly. Và thế hệ trẻ hôm nay chúng ta cần phải biết gìn giữ, phát huy những truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc. Chúng ta phải ra sức học tập, phải cống hiến sức mình để xây dựng và bảo vệ đất nước. Và trong chiến tranh, đất nước của chúng ta đã nêu cao khẩu hiệu quyết tâm chiến thắng kẻ thù, thì ngày hôm nay trong mùa đại dịch, ta hãy cùng nhau nêu cao khẩu hiệu quyết tâm chiến thắng đại dịch. Và yêu cầu thứ hai của đề là các em phải làm nổi bật được bút pháp lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng. Và bút pháp lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng để được thể hiện trong bài thơ Tây Tiến đó chính là cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc, phát huy cao độ trí tưởng tượng và tô đậm cái khác thường, cái phi thường. Và bài thơ Tây Tiến mang đậm chất men say của lý tưởng cách mạng,
Đặc biệt, bài thơ rất giàu chất nhạc, rất họa. Và Quang Dũng đã sử dụng rất thành công nghệ thuật tương phản đối lập. Và ba, em sẽ đi vào phần kết bài. Kết bài là chúng ta sẽ đi đánh giá chung về đoạn thơ và các em sẽ liên hệ mở rộng. Em có thể tham khảo để kết bài. Sau đây, gấp lại những trang thơ của Quang Dũng, nhưng người đọc vẫn như thấy hiện ra một đoàn quân Tây Tiến hào hoa hào hùng. Chỉ với khổ thơ thứ ba cũng đủ khẳng định được tài năng nghệ thuật của Quang Dũng trong việc khắc họa chân dung của người lính Tây Tiến. Đó là việc sử dụng bút pháp lãng mạn và sự sáng tạo trong cách sử dụng từ Hán Việt, khiến cho bức tượng đài về người lính Tây Tiến mãi mãi bất tử với thời gian, mãi mãi sống trong lòng bạn đọc. Tây Tiến, biên cương mờ khỏi lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy, sống mãi muôn đời với núi sông. Chúng ta vừa giải quyết xong một cái dạng đề nghị luận về một đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, dựa vào những cái dàn ý và cô đã trình bày trên Bowboy, thì các em có thể về các em viết thành một bài văn. Và sau đây các em sẽ làm một số đề. Đề thứ nhất, sau đây các em sẽ về nhà làm một số bài tập cho cô. Đề thứ nhất là cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình tượng người lính Tây Tiến trong những câu thơ sau. Sốc lên khúc khuỷu sốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Đề 2, cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau, qua đó nhận xét về cảm hứng lãng mạn của bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên trăn xây hồn thơ. Người đi trong mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Bài học hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Chào các em.